Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 3, mình chúc anh em có một buổi tối thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhé. Ngày hôm nay á, mình dẫn anh em đi tham quan trại gia công số 3. Thì đợt này lên 7-8 con, chục con anh em. Tơ tơ như này nè, vừa cứng lông nè, cái mình bắt về cho người ta. Để cho trống chuồng người ta lên tấm cà mới nữa anh em. Với lại mình vô chứ về nhà, đem về nhà mình vô chế độ mình siết nó mau lên hơn nữa. Rồi cái mình dẫn anh em vô đây xem vài bộ nọc nhập ha. Bây giờ cho mấy em nó nghỉ xả hơi 2-3 tuần gì đó, sau để xong lứa rồi rồi dưỡng sức chắc xong mà mới đem ra kia để mà cản nữa ha anh em. Que tờ nè, thì anh em chơi gà bên em cũng biết rồi ha. Anh em có muốn giao lưu bổng gà bên tại đó thì anh em gọi thẳng số điện thoại trực tiếp trên màn hình để gặp Bảo ha. Muốn chơi gà loại nhất hay là gà tầm trung gì á, alo cho Bảo. Bảo có thì Bảo gửi anh em, anh em gửi qua Zalo cho anh em. Anh em thấy ok thì chơi ha. Tiền xài nhiều cũng hết rồi, nhưng mà uy tín chỉ có lần thôi anh em. Mình mất uy tín là mình nói chuyện với người ta đâu được đâu nghe nè. Thì trại cũng 3 trại, mình bán gà đâu phải là bán một con rồi mình nghỉ đâu, cho nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng bảo hành bên trại ha. Gà hư, gà bị này bị kia gì đó mình sẽ đổi lại cho anh em 100%, một đổi một, với điều kiện anh em chưa đá nghe anh em. Anh em đá rồi tôi không có đổi đâu hàng. Để chơi vậy thôi chứ gà kiểm tra nghiêm ngặt lắm mới giao tới anh em, chứ không có hư nữa anh em, hiếm khi mới được tình trạng mà bị hư. Còn chế độ đổi trả 7-10 ngày em sẽ đổi cho anh em, thấy không, chất lượng này. Còn anh em muốn xem gà bên trại sổ ra sao á, anh em qua Zalo mình ha, qua bển đi thì tham khảo, chiều nào mình cũng đăng clip sổ hết á. Anh em lên đó anh em coi, thấy chừng nào mà anh em cảm thấy ưng á thì anh em gọi cho mình nha. Ưng cặp nào sổ, con này sổ chay quá, con này sổ hay quá, Bảo ơi bến thế ngon quá thì gọi cho mình ha anh em. Rồi đây, ra đây nè, quay top mùng lá mới lên nè. Thì gà đợt này lên cũng có mấy con thôi anh em ơi, cục gà quá anh em, bắt dữ quá. Như này nè, thường thường bên gia công này như này là mình bắt về cho người ta rồi nè, bắt về xong rồi cắt tích, còn mòng bự quá thì để mòng chứ cắt mòng cũng được. Xong rồi có mấy con mà anh khách dặn thì mình có thể để riêng cho người ta luôn ha. Rồi chúc anh em thật nhiều sức khỏe và niềm vui hơn trong cuộc sống ha. Anh em cho mình một like, cho một lượt đăng ký ha anh em, cảm ơn anh em nhiều.